ở bốn năm mươi ngày trong cái giai đoạn này á, thì rất là nhiều nhà vườn đang bị nứt gai nứt các cái đỉnh gai đỉnh chóp thì uh, các bác bổ sung cho em khánh canxi nhá uh, bổ sung cho em khánh canxi và giảm cái lượng đạm dùng em khánh uh, thì bỏ ví dụ như những các cái vườn mà nứt gai như thế thì các bác dùng em khánh là bỏ 12 hai 12 11 18 bỏ 12 11 18 cho em khánh và đẩy thêm cho em khánh một chút kali trong cái giai đoạn này thì em khánh chia sẻ với cô gì chú bác rất là nhiều lần rồi đừng có để cho trái nó lớn tại sao nếu đừng có để trái nó quá là lớn lớn nhanh quá là cái hiện đứt gai giống như bác phạm thuận như này về giờ đấy là rất là nhiều luôn à vì lại chia sẻ lại với cô gì chú bác ha trong cái giai đoạn này á, thì cái nguyên tố như uh, đạm lân và kali thì cái tổng cũng thiếu đúng không ạ và carbon hydro oxy à, và cái nguyên tố nhất ở đây đó là nguyên tố canxi à, nguyên tố canxi thì các bác phun ở bên trên thì gần như nó sẽ cố định không di chuyển trên cây À, không di chuyển và hơn nữa là nếu mà các bác phun qua lá thì nó mất khoảng 10 đến 15 ngày thì cây trồng mới bắt đầu hấp thụ được và hơn nữa thì cái nếu các bác đi qua gốc và bằng việc bỏ chung vi lượng thì cây trồng nó cần mất khoảng 25 đến 30 ngày thì nó mới bắt đầu hấp thụ được cái việc bón canxi tăng độ pH và bón cái gốc á, thì cây trồng nó hấp thụ quá dễ và nó có thể đẩy đến các cái bộ phận thiếu được nhưng nếu phun ở trên lá thì nó sẽ cố định à, thì giải pháp đầu tiên để tránh cái trường hợp mà nứt gai ở trên các cái đỉnh đầu gai đó thì bổ sung thêm canxi dùng em khánh